tắm trắng cái thôi, đen đen mới chắc hả? Không gì ơi, trời ơi, thời buổi này đen là bị dơ như mấy má nha. Đen là phải mặc đồ đẹp, đen là mặc phải đẹp mới sạch sẽ được. Còn mặc xấu mà đen nó dơ hè mấy mẹ nha. Cái mặt anh là mặt kiếm tiền cái gì nha, không về em dám sử dụng gì bậy bạ nữa mà em. Mà nó tốt lắm cái gì ơi. Nhanh muốn nẫn hả? Trời ơi chị thương lắm mấy mẹ ơi. Nhanh tay lẹ chân chị em nào thì mua thì để số điện thoại dùm chị em gì nha, cực kỳ trắng luôn, xài rất là trắng quý vị nha. 15-20 phút là mở ra, thì trong đây một bộ gồm chai một ngày một lần, tắm một lần, chai tắm hàng ngày, chai tắm hàng ngày, chai body ban đêm, chai body ban ngày, là mình dưỡng nguyên bộ dùm chị em như vậy nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhanh tay lẹ chân nha mọi người ơi, mọi người ơi. Một chai là sử dụng đủ trắng rồi quý vị, một chai thôi là chúng ta đã trắng lắm rồi. Một bộ gồm kích trắng nè, kem dưỡng ban đêm, kem dưỡng ban ngày, tặng sữa tắm tẩy tế bào chết hàng ngày, giá 1.470.000, vi ship toàn quốc trong livestream luôn. Ê, trời ơi, tuy nó đen đen vậy đây là than tre hoạt tính cho mấy má nha, than tre hoạt tính nó sẽ đen như thế này và mình xức lên làn da nó không chăm chít và đặc biệt nó rất là trắng như vậy nha. Chị em nào mà đen quanh năm đó thì xài dùm kem, xài thử là mê chết mệt liền. Ok, dạ 490k một chai thôi. Bên đây là có tắm trắng một bước nha cả nhà ơi, và có sữa tắm trắng luôn, sữa tắm kích trắng cũng với giá là 490k luôn. Dạ có kem body dưỡng ban ngày và ban đêm cho mình luôn nha cả nhà ơi, 490k luôn nha cả nhà ơi. Để cho bên đặt hàng để lại số điện thoại giùm em hoặc là mới cho tăng thêm kim giùm em luôn nha. Dạ bên đây là cũng có tuyển sĩ và tuyển chi nhánh toàn quốc luôn nha cả nhà ơi. Quý vị thấy không, thợ nó trắng đẹp trai mà nó trắng hồng nha quý vị nha, nó trắng hồng luôn mấy má ơi. Trắng, dạ đúng rồi, không bị hồi da nha cả nhà ơi. Đây cái sản phẩm, cái sản phẩm này rất là cao cấp luôn nha. Nó cao cấp lắm, em nói thiệt quý vị. Dạ em tắm 10 lần em cũng cam tâm cuộc đời của em nói thiệt quý vị. Nó trắng lắm mọi người ơi. Anh ơi, thành phần từ gì vậy? Thành phần từ than tre hoạt tính em nha. Than tre hoạt tính nó vào cái làn da chúng ta, giúp làn da chúng ta trắng hồng một cách tự nhiên luôn. Bốn sản phẩm như thế này đây, bốn sản phẩm như thế này đây. Một bộ là 1.470.000, 470.000. Sản phẩm gồm những gì? Sản phẩm là tắm một lần, tắm hàng ngày, cũng như là sản phẩm body ban đêm và body ban ngày luôn. Thì chuyên về dòng tắm trắng nha chị nha. Không ăn nắng chị yêu ơi, dạ không ăn nắng cho chị em mình luôn. Sản phẩm rất là nhiều nha chị nha. Bây giờ mọi người mua cần để số điện thoại giùm cho bên em thôi là được rồi quý vị ơi.